Nhưng mà Thu Hương ít coi tình hình bên Mỹ á, chứ tình hình bên Mỹ kỳ này coi chừng nó cũng hơi lớn lớn á. Có rảnh đâu coi. Bây giờ bên Mỹ số ca nhiễm nó tăng rất là cao mà nhà bên mình mà ở bên Mỹ là tụi nó chính trị chính em vấn đề vaccine, nên tụi nó có đứa không chích, nó cố tình không chích luôn. Nó làm hạ uy tín của ông Biden, nên cái tiểu bang Florida là một nè, mà đối tác em bên Florida hơi bị nhiều á. Florida là một nè, Texas là hai nè, tụi nó quậy như quỷ vậy. Là ca nhiễm nó nổ đùng quá trời luôn. Có điều không chết nhiều thôi. Chích đi tỷ lệ tử vong nó giảm xuống sao không chích nhỉ? Nhưng mà bên bển nó kêu tôi chính trị. Cái đảng Cộng hòa, cái đảng bài vaccine. Hiểu không? Không phải là 100% đảng Cộng hòa nó bài vaccine. Nhưng mà là đệ của ông Trump á, nói thẳng là đệ của ông Trump đó, chống vaccine cực kỳ luôn. Ủa, ông Trump là người vận động vaccine đầu tiên mà tại sao lại chống? Ông Trump mà vận động với con khỉ khô, ông thì nói mà bùng dịch đấy, ông nói là có vaccine mới lại cố gắng thúc đẩy sản xuất vaccine đấy gì? Đúng, ông nói cái câu đó thì đúng, nhưng mà nếu mà ông là tổng thống đi thì chắc chắn ông sẽ kêu fan ông chích. Nhưng mà bây giờ ông rớt rồi thì ông không ông nói chịu sách mé để cho fan ông chống, làm cho đất nước nó bị khủng hoảng thì ông Biden mất uy tín. Mất uy tín xưa... để cho năm 2024 ông quay trở lại. Kiểu như ngày xưa Covid nó hành ông, bây giờ ông cho Covid hành lại ông. Phải, lá bài chính trị. Nói chung là người dân người ta phải đủ sáng suốt để người ta biết như thế nào là tốt cho người ta chứ nhỉ. Trời ơi, sáng suốt gì, có người kia tập tạ tướng tao đùng luôn, bự hơn anh nhiều luôn á. Ủa, hai đứa bị, nó bị, vợ nó bị, vợ nó hết rồi, giờ nó chuẩn bị vô hòm. Nó không chích, vợ nó chích. Xong rồi giờ nó hối hận. Ủa, vô hòm thật hả? Thằng đó chưa vô hòm, mấy thằng trước vô hòm rồi. Nhiều trẻ lắm. Mà gym luôn hả? Trời ơi, mẹ tướng nó bự ú, nó chơi tới cái gì luôn á, chứ gym gì. Bên Mỹ bây giờ chết trẻ nhiều lắm luôn. Nó năm cũ bên đó nó cũng quạo nữa. Ủa vậy là một ngày bên đó bao nhiêu anh? Trời ơi, dở lên hả? Giờ mấy trăm rồi, mấy trăm ngàn á. Mấy trăm ngàn lận hả? Ừ. Một mình tiểu bang Florida thôi, một ngày là hình như là 10 ngàn hay mười mấy ngàn á mấy bạn. Vậy thì họ chích được bao nhiêu phần trăm dân số rồi? Mấy cái tiểu bang nó chích trên 50 thôi à, 50, 51, 52, 54, nói chung là trên 50 tới 60 thôi. Kỳ ha. Bởi vì Mỹ nó bị dịu lắm, ông má nước người ta thì khổ thế mẹ luôn, thiếu vaccine người ta muốn chích. Còn ổng có vaccine thì ổng chảnh. Bởi thế mà là Mỹ chứ. Kiểu như rồi là... xong mà đụng tới nó nói đó là quyền tự do. Mà đụng tới nó là mấy thằng cùng Mỹ nó nói quyền tự do. Nó trong khi nó cà khịa Việt Nam mình, mấy bố láo thật chứ. Viết hơi khó trị tí nhỉ. Bởi vậy bất trị lắm thiệt, cái ông Biden, ông cụ Biden ông lên ông làm không có nước đó, ông khổ ông tội nghiệp ông thiệt chứ. Không lẽ giờ nói thôi nào ông chích đem đây tao chích hết cho mệt quá. Việt Nam thì thi nhau đi chích. Chứ gì nữa. Mấy vấn đề bệnh dịch vậy nó chống từ lưa nản nó luôn á. Mà cái ông thống đốc bang của ông Florida ông mới sốc. Làm sao ông, sốc anh? Mấy cái bang khác á là người ta ra lệnh đeo khẩu trang nha. Để hạn chế hiểu không? Còn bên này ông nói ông cứ lì lì kiểu đệ cứng ông Trump á. Ông nói khẩu trang là gì, là quyền tự do của người dân, tao không ép. Đó, tao không thế ép. Nữa. Men chưa? Nhưng mà cái đó chưa đâu, cái này nó mới ghê nè, tao không ép nha. Nhưng mà thằng nào ép tao cắt cổ ông đó. Tức là ý ông nói á, là cái trường học nào bên Mỹ á, trường học nào trong tiểu bang của ông á, mà gọi là ép người dân đeo khẩu trang hay ép học sinh đeo khẩu trang là ông đóng cửa được học đó luôn. Ừ. Ồ, ông đó cứng chưa? Xong ông cụ Biden nản trong đó luôn rồi, còn ông bật Biden cái một mà. Bởi chỉ tự nhiên chỉ là vấn đề. Ủa, chính trị. Không thấy Ấn Độ hậu quả đấy sao mà sao không sợ nhỉ? Thì ai biết nó. Nó là Mỹ mà, nó đâu phải Anh đâu. Hay là do họ bày ra thuốc rồi đó, nên ở bên Mỹ sợ. Nó có hai tiểu bang cực kỳ lớn mà cứng đầu đó là Texas là một, nhưng hai là ông nội Florida. Đấy toàn Mỹ mà gọi là Mỹ trắng đúng không? Không phải là Mỹ trắng, nó Mỹ nào chả có. Nhưng mà có một cái là hai tiểu bang là hai tiểu bang thành trì của ông Trump. À. Thành trì của ông Trump. Mà bởi nó chính trị đó mấy em ơi. Nên mà bển giờ nó chuẩn bị nó ra lụi mũi thứ ba. WHO cản nó không chịu luôn. Tại sao bắt cản? Tại vì thế giới đang thiếu vaccine mà xài sang rồi lụi ba mũi mày. Đúng không? Thôi đem tài trợ thế giới đi ba. Kia nó không, lụi luôn ba mũi. Cho tiền nó không nghe, hăm dọa nó không nghe, dần cứng thiệt chứ.
Thì lúc đầu, hồi đầu đấy bảo mang khẩu trang vô, đâu có chị mang khẩu trang, cái hồi đầu mới ấy. Đó, nên cái vấn đề bây giờ em nói cái sản xuất ngành gym và súp coi chừng ở bên Mỹ nó đang vậy, mình phải theo dõi tình hình của nó như thế nào. Nhưng mà yên tâm đi, ủ 2 tiểu bang nó lì lắm, nó chết bỏ, nó không gì đóng cửa kinh tế rồi, đừng lo. Nó không gì đóng cửa kinh tế, thằng Cali chứ nó sợ chết chỉ, nha. Chị hoãn sản xuất thôi anh. Cali là nó đóng cửa kinh tế á. Nói chung là tiểu bang nào dân chủ á thì nó làm theo cụ Biden lắm. Tiểu bang nào mà cộng hòa nó chống tới cùng luôn, chống tàn canh luôn. Bởi ngày xưa nhiều khi thấy ông cụ Biden ông lẩn thẩn thì nhiều khi mình cà khịa ông chứ. Chứ giờ thấy ông tội thiệt chứ. Nhiều khi cũng thấy ông hiền hiền ha. Ờ, ông cụ tội nghiệp. Quá tự nhiên hôm nay tôi live stream, tôi game thôi, làm gì mấy cụ coi đông nha mấy cụ. Ồ vậy về mấy nước châu Âu có nhiều đảng không anh? Thường thường nó là hai thôi. Châu Âu á? Anh nói nè, anh nói chính trị cho em hiểu nè. Thường thường á nó sẽ là đa đảng, em hiểu không? Nhưng mà nó sẽ quy về hai thôi. Tức là những đảng nhỏ nó liên minh với nhau. Nó những đảng nhỏ nó liên minh với nhau, nó dàn xếp với nhau, nếu mà giờ liên minh nó ăn á thì nó chia ghế. Đó em hiểu không? Chứ đâu phải là một đùi đâu, nói thật. Anh đảng bự nè, còn em cảm thấy em chơi lại anh mà có hai ban đảng nhỏ nhỏ mà nó không ưa anh đúng không? Em rủ tụi nó kết bè. Xong ví dụ như em ra em tranh cử với anh này nọ, đảng em thắng xong chia ghế tụi nó. Hứa đàng hoàng chứ. Nếu mà giờ phe mình ăn tao chia mày 3 ghế, thằng kia 5 ghế, thằng nọ 4 ghế đồ, tổng thống tao ngồi. Tổng thống là cái đảng bự nhất nó sao đây? Hoặc là thủ tướng. Thủ tướng, thấy không? Nhưng mà đâu thấy phức tạp như bên đấy phải không? Bên nào? Châu Âu đâu phức tạp như bên... Nó cũng như nhau thôi à, nhưng mà tại chẳng qua Mỹ nó bự á. Thằng Mỹ nó kinh tế lớn, quân sự nó mạnh, nó nước giàu nhất nên người ta chỏ mọ mũi vô nó nhiều hơn. Chứ nó cũng đi xem. Hôm qua tôi ngày kia mới có tín hiệu vui một xíu là thành phố Hồ Chí Minh mình cả ngày 3.300 mừng, hôm qua đẩy lên cái 3.800. Sáng là đọc báo phát một toàn quốc 4.000 mấy, trong đó thành phố Hồ Chí Minh gần 3.000, không biết chiều nay sổ ra nhiêu nữa. Mệt gục lắm bạn ơi, mệt. Nền y tế bị quá tải này nọ đó. Tôi nói thiệt với bạn á, ca nhiễm mà nhiều quá thì làm gì còn lực nữa mà chăm sóc F0. Hiểu không? Nên hôm nay báo có đưa tin là giờ cái việc quan trọng nhất là làm cho những cái ca F0 nó đừng trở nặng. Đó là nói chung là dạng bây giờ là cứu mạng á. Cứu mạng với F0 nặng, nó cực kỳ quan trọng. Rồi xong rồi đọc thêm cái nhiều cái nó gọi là nó làm cho mình tự nhiên tụt mút đó bạn. Tự nhiên đang dịch giả này, tổ chức đám giỗ. Tổ chức đám giỗ xong rồi mời bạn bè hàng xóm này tùm lum lưa mấy xã khác qua. Ở vụ đó Long An á, giờ bị khởi tố luôn. Biết sao không? Dính ra mấy cái F0 luôn đó. Chưa thấy thành phố Hồ Chí Minh chưa biết sợ sao á. Thành phố Hồ Chí Minh mà gục á, thì Di Nguyễn nghĩ á, mấy cái tỉnh khác te tô. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố được thuộc Trung ương, đúng không? Tất cả những nguồn lực và con người tốt nhất đều nằm đây rồi. Nói với Hà Nội nha các bạn, chứ không phải ý mình không phải là mình nói nhất nước, nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội là hai cái nơi mà Trung ương là tất cả những con người tốt nhất, ưu tú nhất người ta nằm đây tiêu cho rồi. Cơ sở cái gì cũng nằm đây hết. Thì những cái tỉnh kia, nói thiệt các bạn, ví dụ như 1.000 ca F0 ở thành phố Hồ Chí Minh có thể chưa là vấn đề, nhưng mà 500 ca F0 ở tỉnh thôi là bảo đảm bằng hoảng loạn. Rồi xong rồi. Mà cái đợt hành hương về thì phải cách ly kỹ. Sao dụng chữ hành hương nghe nhẹ vậy? Hành hương là người ta đi theo đoàn có tổ chức, mình ta đi với tâm trạng hân hoan này nọ, người ta về miền gọi là miền đất phúc, hay là người ta đi về với Chúa với Phật này nọ. Ồ, cái chữ đó mới là hành hương. Không mà em nể mấy người mà chạy từ Sài Gòn ra Bắc ghê luôn chứ, chạy bằng xe Honda. À, anh cũng nể nữa. Em nể quá nể luôn á. Cuộc đời của anh chưa bao giờ. Thiệt á, đi tàu thôi đã thấy đuối rồi mà cũng nể ta thật chứ. Thật sự. Nó là quá nể luôn. Không bao giờ ngờ có những cảnh tượng đó luôn. Ồ,
Vậy hả? Nói chung gần Hồ Chí Minh mà thôi, nằm trong mấy khu công nghiệp á. Nhưng mà tôi nói bà nghe cái này nữa nè, ở trên tỉnh á là đa phần là khu công nghiệp, mà đa phần á là sản xuất, đánh vô cái đòn nó mới đau, đau lắm bạn. Bây giờ bạn tưởng tượng coi, giờ cá tra cá ba sa, tôm sú, tôm hầm, tôm hẹ không à, mà bây giờ tự nhiên giờ bị cái này, thứ nhất là phải lo giải quyết F0, thứ hai là phải lo những cái công tác phòng chống dịch này nọ, thì mấy con cá nó đi về đâu? Nặng lắm, nặng kinh khủng, nặng luôn. Ngày trước á là chỉ dịch vụ thôi, dịch vụ cùng lắm mà nhà hàng đóng cửa thì mấy con cá lỡ nhập rồi thì bán rẻ, cái đó thì có thiệt nó. Còn cái này nó đi vô trong sản xuất, cái đó nó mới nguy hiểm, cái đó nó mới nặng. Đi vô trong sản xuất và đi vô trong logistics nữa, trời ơi, logistics cũng teto luôn. Không anh, nhiều khi nói chuyện với mấy đối tác mà mấy thằng bển cứ oh no, God will let you gì đó, tôi thôi mệt quá. Terrible, oh my god. You an toàn nhé, vân vân.